Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo là câu chuyện của ông Liên minh Âu Châu hợp tác với Hoa Kỳ để tiêu diệt Tập Cận. Lâu nay Tập Cận Bình khôn ngoan lắm. Họ dùng hàng tỷ đô la để mua chuộc các cái quốc gia Âu Châu trong cái liên minh với 28 quốc gia. Bây giờ nước Anh rút ra thì vẫn còn 27. Nhưng mà hôm nay với cái đại hội G7 vừa rồi, quý vị thấy Tập Cận thất bại thê thảm. Hoa Kỳ vẫn là con người hiền lành, không dám đánh Tập Cận, không dám chống Tập Cận. Nhưng thế giới, cho nó đặc biệt là phải nói Anh Quốc. Anh Quốc ngày hôm nay đã tuyên bố với cả thế giới rằng không thể nào nhượng bộ cho Tập Cận Bình làm loạn. Và họ đang điều tra về nguồn gốc của dịch Covid-19. Ngay cả cái ông thủ tướng Hung Gia Lợi là ông Viktor Orbán, ông nói rằng là những đoàn người di cư đang xâm lấn vào cửa ngõ của châu Âu. Thủ tướng Viktor Orbán đã cảnh cáo rằng những đoàn người di cư xâm lấn vào Âu Châu khi virus corona có chiều hướng đi xuống. Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia Kossuth Radio, nhà lãnh đạo hữu khuynh của Hung Gia Lợi cho rằng thế giới hiện đại đang trải qua thời đại của dịch bệnh và di cư. Ở bên Hoa Kỳ thì quý vị biết là cái biên giới Mexico và Mỹ đều là Mexico, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, v.v. Nhưng còn ở bên Âu Châu, Hồi giáo, Muslim Islamic, cho nên bây giờ Âu Châu sẽ mất tay Hồi giáo là như thế. Quý vị biết ở bên Pháp không, bây giờ có vào khoảng từ 5 cho đến 7 triệu người Hồi giáo. Và cứ mỗi buổi chiều nó ra đường nó chặn xe cộ để nó quỳ, đầu nó đụng đất và đít chỏng lên trời để nó cầu nguyện. Và nếu người Pháp nào mà tiến tới nó đánh sập mặt, cảnh sát không dám đụng. Đó là quốc gia Pháp nhìn thấy trước mắt sẽ mất vào tay Hồi giáo. Nhất là cái ông lãnh tụ là ông Tổng thống Macron, ông ấy hèn nhát như là lãnh tụ của Hoa Kỳ hèn nhát, làm cho thế giới Hồi giáo coi thường. Nhưng mà bù lại bây giờ được cái ông thủ tướng của nước Anh Boris Johnson, ông ta là một tay chống Hồi giáo mạnh mẽ. Cho nên cái tên thị trưởng của thành phố London là tên Khan không được lòng của giới chính trị gia ở Anh Quốc. Thủ tướng Hung Gia Lợi còn cảnh cáo là những cái đoàn người mà di vào các cái biên giới của Âu Châu, yêu cầu các quốc gia thành viên phải đóng cửa biên giới và nhất là khu vực biển. Đó, hiện nay vì cái vùng đất của Liên minh Âu Châu mà còn cả khu vực biển, có rất nhiều con tàu chở dân Hồi giáo da trắng, da đen đủ món hết đi vào Âu Châu do các tổ chức NGO. Các tổ chức này cũng đang đẩy mạnh những hoạt động của họ. Nhất là họ đang lợi dụng nước Ý bỏ ngỏ vào đường biển nhiều trên biển Địa Trung Hải. Quần đảo Canary của Tây Ban Nha ngoài khơi bờ biển Tây Phi cũng đang bị tràn ngập bởi hàng nghìn người di cư bất hợp pháp đến bằng đường biển bất chấp cái đại dịch. Nó nguy hiểm ở cái chỗ cho châu Âu bây giờ là những cái dân Hồi giáo này nhiễm bệnh, nó tràn vào và nó làm cho các quốc gia này đau khổ. Theo báo cáo mới đây trên khối Liên minh Âu Châu thì những người di cư bất hợp pháp đó tìm thấy một cánh cửa gần như rộng mở dọc đường biên giới của Vương quốc Anh. Con đường này có thể dẫn họ từ Pháp đến quốc gia thành viên của EU mà không bị chính quyền Pháp ngăn trở, thậm chí cũng không hề bị nước Anh cấm đoán. Chính quyền Anh không những không đẩy những chuyến tàu di cư này trở lại mà còn tìm cách gặp họ trên vùng biển của Pháp. Hung Gia Lợi mặc dù nằm trên tuyến đường và khu vực nội địa châu Âu, tuy nhiên nước này cũng phải gánh trách nhiệm liên quan. Hung Gia Lợi cho biết khoảng 10.000 vụ xâm phạm qua đường biên giới của nước này và Serbia đã thực hiện vào năm 2020. Và theo như cái xu hướng này, trong năm 2021 sẽ tăng lên 4 lần vào khoảng 39-45.000 người. Cho nên đây là một trong những cái sự kiện mà thế giới đang đề phòng từ người Latino ở châu Mỹ, người Tàu
người Miến Điện, người Ấn Độ tràn qua Mexico để vào Mỹ. Thì ở Âu Châu, người Hồi giáo, các quốc gia Ả Rập tràn ngập. Đó. Trong khi đó thì Bộ trưởng Nội vụ của Lithuania là bà Annie Biola cho biết những đoàn người di cư bất hợp pháp đến Lithuania không phải là những trường hợp ngẫu nhiên, mà chúng nó được những bọn buôn người tổ chức có kế hoạch hẳn hoi. Ngay cả họ được tổ chức các chuyến bay đi từ Baghdad và Istanbul đến thủ đô Minsk. Cho nên nói tóm lại, thế giới đang chết ngập vì vấn đề di cư bất hợp pháp. Và chỉ có những cái chính phủ nào đần độn mới đi mở cửa biên giới cho thiên hạ tràn ngập vào, trong đó có Hoa Kỳ. Bởi vậy cho nên cái ông thống đốc Abbott của tiểu bang Texas nói rằng sau nhiều lần tôi yêu cầu liên bang để mà làm việc, họ đã từ chối. Thì hôm nay chính quyền của tiểu bang Texas sẽ chính thức xây tường. Quý vị đã thấy chưa? Và ông nói rằng là liên bang không có quyền xen vào, bởi vì làm việc thì không làm, mà lại đòi lấy thuế của tiểu bang. Chuyện đó là không bao giờ có. Ông sẽ dùng cái thuế dành cho liên bang xây tường của biên giới. Và nhất là những cái vùng, ông tính ra vào khoảng độ 400 mile ở những cái vùng rất quan trọng. Rồi chúng ta lại có một bản tin khác cho thấy là cái vấn đề COVID-19 là do Viện Khoa học của Tàu Cộng tạo ra. Một đoạn video mới được khám phá đã quay cảnh các cái chuyên viên về vi trùng học của Bệnh viện Tàu Cộng được Mỹ cố vấn với một nhà vi trùng học nổi tiếng là Peter Daszak, đã được gửi hàng trăm nghìn đô la cho phòng thí nghiệm nghiên cứu virus corona. Và trong khi ông Donald Trump cấm thì ông Fauci vẫn gọi. Và bây giờ qua những cái email mới, người ta thấy rằng là Fauci mới là một tên phản quốc. Sớm muộn rồi Fauci cũng phải ra tòa án quân sự. Có rất nhiều người hỏi Dương Đại rằng giáo sư, có nhiều nguồn tin cho biết rằng ông Donald Trump sẽ trở lại lãnh tụ vào tháng 8 mà không nghe giáo sư nói gì cả. Thì tôi thưa liền, thật ra là rất nhiều nguồn tin rất tin cậy, nhưng tính của tôi bao giờ cũng là dè dặt. Nói những cái gì nó có ngày có tháng. Tôi biết rằng nghe ông Mike Lindell, là ông Mike O'Gwyom, ông ta cũng đã từng tuyên bố tháng 8 tổng thống trở lại. Rồi hôm qua trong một cái buổi phỏng vấn của đài Fox News thì ông tướng Michael Flynn đã tuyên bố rằng trong 4 tuần tới đây nước Mỹ và thế giới sẽ rất sững sờ. Lý do là vì đến bây giờ cái sự kiện ở Maricopa là cái county của Arizona đang có đếm lại phiếu một cách rất xác thực. 10 phần đã đếm hết 9 rồi. Người ta nghĩ rằng trong vòng 4 tuần tới, vào khoảng độ cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sẽ có kết quả của những cuộc đếm phiếu. Và đến giây phút mà khi đếm phiếu đã nổi tiếng rồi thì chúng ta sẽ thấy cái ván cờ bắt buộc nó phải lật ngửa. Hiện nay có 13 tiểu bang, từ là Oklahoma đến Pennsylvania đến Michigan, rồi đến Georgia, rồi đến New Jersey, đến Nevada, đã cử phái đoàn về Maricopa của Arizona để họ quan sát cuộc đếm phiếu. Và cho đến giờ này kết quả hầu như đã có, nhưng họ vẫn muốn giữ bí mật. Bởi vậy cho nên quý vị không nên ngạc nhiên khi mà Tổng trưởng Tư pháp hiện nay là ông Merrick Garland, ông tuyên bố cho hôm Chủ nhật vừa rồi là Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ sẽ tuyển mộ gấp đôi số nhân viên hiện có để gửi họ về những cái chỗ đếm phiếu để kiểm tra. Và nếu cái sự kiện này xảy ra thì Maricopa đã từng được Bộ Tư pháp gửi đến hàng trăm luật sư, và bây giờ họ sẽ gửi đến 200 luật sư. Rồi sau khi ông Merrick Garland tuyên bố thì ông dân biểu của tiểu bang Arizona và ông
tổng giám đốc về tư pháp của tiểu bang nói một câu rằng ông tổng trưởng tư pháp không nên xen vào việc của tiểu bang. Hoa Kỳ là một chế độ liên bang phân quyền. Liên bang có việc của liên bang, tiểu bang có việc của tiểu bang. Ông không nên xen vào việc của tiểu bang khi ông chưa được phép. Và nếu ông không nhường, chúng tôi sẽ bắt nhốt ông. Và khi đó chúng tôi sẽ gặp ông ở trong tù. Thế thì quý vị chắc đến đây cũng hiểu rằng tại sao mà lại có cái vấn đề Bộ Tư pháp lo như thế. Đúng là vì bây giờ quý vị thấy người ta biết rõ là ở tiểu Maricopa cũng như các tiểu bang của Dân Chủ thắng ăn gian phiếu rất nhiều. Maricopa họ kiếm hàng 20-30 ngàn cái phiếu, không phải là phiếu chính thức mà là phiếu copy. Có hiểu, quý vị có hiểu copy không? Tức là họ chụp các cái phiếu khác xong rồi họ điền tên, chụp các phiếu khác xong rồi điền tên, cho nên họ không có những cái mẫu tự và những cái mấu chốt của cái phiếu thật, và rất nhiều phiếu không có watermark, tức là không có cái dấu nước. Vì vậy mà cho nên Đảng Dân Chủ đang thua một cách đậm đà. Nếu như tiểu bang Arizona rồi 7 tiểu bang tranh chấp đều là tìm ra những sự gian lận, thì cái sự chiến thắng của đảng đối lập của Tổng thống Donald Trump là một sự lừa đảo. Và đó cũng là cái lý do mà trong cái phiên họp G7 vừa rồi, thế giới coi phái đoàn của Hoa Kỳ như con nít. Quý vị thấy đi đâu, phái đoàn của Hoa Kỳ cũng ôm phái đoàn Pháp, là hai cái phái đoàn đau khổ đang bị thua, thất bại. Ngoài ra thế giới không nói gì đến phái đoàn của Hoa Kỳ. Thêm vào đó, phái đoàn của Hoa Kỳ lại có tội với nữ hoàng Anh. Kính thưa quý vị, sau khi trở lại phần 3, tôi sẽ nói lý do tại sao phái đoàn của Hoa Kỳ mà lại có tội đối với nữ hoàng Anh. Xin cảm ơn quý vị.